Và xin kính chào các bạn khán giả của Bilipun Việt Nam. Chào buổi sáng tới các bạn khán giả đang có mặt trên các kênh sóng của Bilipun Việt Nam theo dõi giải đấu bia snooker vô địch quốc gia 2023. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem tới cho các bạn khán giả cuộc đối đầu của hai cơ thủ, là hai cái tên đang xuất hiện trên màn ảnh của chúng ta đây ạ, là cơ thủ Dương Thúy Vi cùng với đó là cơ thủ Bùi Xuân Vàng. Sau 3 ván thi đấu thì tỷ số hiện tại đang tạm thời là 2-1 nghiêng về cho chị Bùi Xuân Vàng. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo của ván thi đấu thứ tư. Và vừa rồi là chúng ta vừa được theo dõi cú phá bi của cầu thủ Bùi Xuân Vàng. Không có bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ và cũng không đủ bếp luôn. Quyền bắn sẽ được nhường qua cho cầu thủ Dương Thúy Vi. Và con bi số 1 thì nằm cửa lỗ rồi. Không có gì quá là khó khăn với cả con bi số 1 này cả. Con bi số 2 thì cũng đang nằm tương đối là đơn giản mà thôi. Gần như là nằm cửa lỗ rồi. Không biết liệu rằng là có một cú ra ngọn mềm tay để bi cái bật một băng hướng con 3 về lỗ 10 bên phía tay phải theo màn ảnh chúng ta vậy không? Cú ra ngọn cũng tương đối là dứt tay của chị Thúy Vi. Cú ra ngọn trông có vẻ tương đối là tuyệt vời, tương đối là tự tin. Xử lý vô cùng chính xác với cả con bi số 3 nữa. Chô bi cái về hướng con bi số 4 về phía lỗ tít tay phải phía dưới. Còn lại thì những con bi mục tiêu khác ở trên bàn cũng đang nằm tương đối là thoáng rồi. Không có cái hình bi nào là quá phức tạp cần phải giải quyết cả. Điều cái quá chính xác cho con bi mục tiêu số 5. Và đây là cái sự tự tin mà chúng ta đang rất là muốn được nhìn thấy. Và kể cả cái ánh mắt của chị Thúy Vi cũng tương tự là như vậy, cũng đang rất tự tin. Cơ thủ thuận tay trái. Giống như một cái hình ảnh mà chúng ta vẫn thường được thấy của cơ thủ Tuấn Con, cũng là người thuận tay trái. Ba bi mục tiêu cuối cùng nữa mà thôi. Vẫn đang là một cái sự chính xác tới từ chị Thúy Vi, vô cùng tuyệt vời với con bi số 7. Và con bi cái với con bi số 8 gần như là nằm trên một đường thẳng với cái lỗ tít bên phải phía dưới luôn. Không có gì quá là phức tạp ở đây cả. Dường như chắc chắn tỷ số sẽ được cân bằng với tỷ số là 2-2 rồi. Và con bi cuối cùng để kết thúc ván thi đấu thứ tư. Không có gì khó khăn với cầu thủ Dương Thúy Vi. Và tỷ số sẽ được cân bằng là 2-2. Một trận đấu cũng đang tương đối là hấp dẫn. Và đang cho thấy một cái sự cân bằng nhất định. Một chấm hết bàn luôn. Ngay sau khi mà tung ra cho mình cái cú phá bi mà không ăn được bất cứ bi mục tiêu nào cả. Rồi chưa kể là cái hình bi nó cũng tương đối là tơi nữa, thì cầu thủ Bùi Xuân Vàng đã bỏ lỡ cái cơ hội của mình. Và ngay lập tức là cầu thủ Dương Thúy Vi đã tận dụng được thời cơ, tận dụng được rất tốt luôn nha, tận dụng được cực kỳ là dễ dàng. Một cái trận đấu mà tôi tin rằng là cái tính chất chuyên môn đang cực kỳ cao. Hai cầu thủ đều được
Có lẽ là hai cầu thủ có lẽ sẽ đều được đánh giá rằng là những ứng cử viên để đi rất là sâu vào trong vòng trong. Đối với cả nội dung 9B nữ thì ngày hôm qua chúng ta đã có cơ hội được theo dõi cầu thủ Bích Trâm cũng đã có được một cái chiến thắng có thể nói là tương đối nhọc nhằn trước cầu thủ Trần Thị Tú. Và tưởng chừng như là chị Bích Trâm cũng đã có thể gặp thất bại bất cứ lúc nào. Và bây giờ thì là một cái tên tuổi tôi tin rằng là cũng rất là nổi, khác của Pool Việt Nam, chính là chị Bùi Xuân Vàng. Chúng ta được theo dõi một trận đấu tương đối là cân bằng của chị Bùi Xuân Vàng và chị Dương Thúy Vi, và kịch bản tương tự cũng đã lặp lại ở trong cái ván thi đấu thứ năm này. Cú phá bi của cầu thủ Dương Thúy Vi đã tạo cơ hội để cho cầu thủ Bùi Xuân Vàng thực hiện cú đánh rồi. Không có bất cứ bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ. Nhưng tuy nhiên thì hình bi nó không được giống như cái hình bi trước. Vẫn phải xử lý và có vẻ như đây sẽ là một tình huống xử lý vô cùng tuyệt vời của chị Bùi Xuân Vàng nếu như con cái có thể cháu đi ra xa hoặc ít nhất là bật một băng nổi lên để có nhìn thấy được con hai. Đuôi mất con hai rồi. Không có bất cứ một cái sự lựa chọn nào là khả quan hơn cho chị Bùi Xuân Vàng trong tình huống vừa rồi. Một tình huống đuôi quá khó luôn, con bi cái dính kịch vào con bi số 6. Và bây giờ là quyền đặt bi của chị Thúy Vi. Con bi số 3 nằm ở một vị trí thoáng rồi. Ý tưởng của chị Thúy Vi sẽ là ăn lẻ con hai thôi, không phải là thực hiện một tình huống cộng hai để phá cái hình bi ra vội. Cái hình bi ở phía dưới này vẫn đang có thể nói là cũng cũng cần phải được xử lý. Con 4, con 6, con 7 cần phải được xử lý. Thậm chí rằng là cái cả cái vị trí của con 9 luôn nó cũng sẽ cần phải được điều cái chính xác. Con 9 đang nằm tương đối là gần với cả băng dài bên phía tay phải. Lỗ 10 thì là không còn đường nữa rồi. Nếu mà theo góc máy quay này tôi nhìn thấy rằng là lỗ 10 trông có vẻ như không còn đường nữa rồi. Thì có thể sẽ được hướng về hai lỗ tít. Rồi, điều cái cực kỳ chính xác tới từ chị Thúy Vi, cái chạy 3 băng. Nó tạo ra một cái đường thẳng tắp với con bi số 4 về lỗ tít tay trái phía dưới theo màn ảnh chúng ta rồi. Một chốt bây giờ là sẽ cần má để điều cho con bi số 5. Hoặc nếu như không có thì sẽ phải trô về. Trô như một cái ô tô luôn nào. Nó có thể là cũng sẽ có má với cái cách đặt đầu gậy cao như thế kia. Và ui, cũng đã tìm thấy má rồi. Tôi cũng đã nghĩ rằng là có thể trô một băng về ăn con 5, nhưng mà nhìn thấy đầu gậy của chị Thúy Vi đặt cao thì có thể là đã tìm thấy được một cái má để có thể kéo con bi cái chạy lên bên phía băng dài bên phía tay trái. Tuy nhiên thì con bi số 4 đã không chết. Và bây giờ là quyền bắn của chị Bùi Xuân Vàng. Con số 4 này sẽ được hướng về lỗ tít bên phải phía trên. Một con chạy đường xa vô cùng tuyệt vời, rất chính xác với cú bắn đường xa vừa rồi. Một cái lực cũng rất là vừa phải để điều con cái cho con bi số 5. Bi cái không nằm dính vào băng, cầu tay vẫn đặt thoải mái. Bi số 5 thì về cả lỗ tít hay lỗ 10 vẫn còn đường cả.
một cú ra ngọn rất là dứt tay của chị Xuân Vàng, nhưng con số 5 lắc cửa lỗ và bật ra ngoài. Quá đáng tiếc. Tưởng chừng như là cái khả năng dọn bàn của chị Xuân Vàng là có luôn rồi. Nhưng có thể đó là một cú đánh với cái lực ra ngọn tương đối là mạnh, khiến cho cái tốc độ chạy của con bi số 5 cao và bật vào cửa lỗ lắc ra ngoài. Tuy nhiên thì cũng may mắn cho chị Xuân Vàng là cái hình bi này vẫn đang khó và chị Thùy Vi đang tính tới đường A băng. Pha này mà A băng ăn được con 5 một phát là cái ván thi đấu này chắc là có kết quả luôn được rồi. Tính đường A băng, ui, không có va chạm và đó là một cú bắn lỗi của chị Thúy Vi. Tuy nhiên, lại một lần nữa, vẫn có hình bi cần phải giải quyết. Bi 6, bi 7 và bi 9 đang nằm tương đối là sát với cả băng dài bên phía tay phải. Còn số 6 thì gần như là không còn cái đường nào nữa cụ thể hơn là cái lỗ tít ở phía dưới tay phải rồi. Có lẽ là điều cái đẹp nhất là điều cái nổi về băng dài bên phía tay phải. Nếu như được thì có thể nổi ở trên đầu con bi số 8 về giữa bàn cũng sẽ tương đối là ok. Thì vừa có đủ má để có thể ăn con 6 và cho cái chạy một băng về bên phía tay trái để ăn con 7 cũng không phải là một ý tưởng quá tệ. Tuy nhiên thì lựa chọn của chị Xuân Vàng là để cái chạy hẳn về băng dài bên phía tay phải. Và con bi cái đang nằm rất sát với con bi số 9. Cầu tay đang đặt tương đối khó ở cái tình thế này. Rồi, không có lỗi rồi. Không có lỗi, cú bắn chính xác của chị Bùi Xuân Vàng. Cầu tay hơi xa và sẽ phải lấy lết. Mình cứ cẩn thận thôi, lấy lết cho an toàn. Hình bi này thì tôi tin là xong rồi. Hai bi mục tiêu cuối cùng ở trên bàn. Tuy nhiên thì chúng ta vừa thấy rằng là có một cái lắc đầu nhẹ của chị Bùi Xuân Vàng. Cái ý tưởng để ăn 8 xong ra 9 có thể là chưa có rồi. Vậy nên là vẫn đang phải có những sự đắn đo tới từ chị Bùi Xuân Vàng. Ngày hôm nay thì song song với trận đấu mà chúng ta đang theo dõi thì cũng đang có một trận đấu nữa thưa các bạn. Trận đấu của cơ thủ Tuyết Anh và cơ thủ Trần Thị Kim Quyên cũng đã được phát sóng trực tiếp ở trên kênh sóng Billetpool Việt Nam của chúng tôi. Nhưng mà thôi, tập trung vào trận đấu này thôi. Chúng ta thấy rằng là bây giờ đang là một cái tình thế bị khó dành cho chị Bùi Xuân Vàng rồi và sẽ là thực hiện một tình huống cân con 9 vào lỗ 10 bên phía đối diện, là bên phía tay trái theo màn ảnh của chúng ta. Vô cùng chính xác. Chúng ta thấy rằng là cái cú ra ngọn vừa rồi của chị Bùi Xuân Vàng là tự tin đến mức độ như thế nào để nâng tỷ số lên thành là 3-2. Vô cùng tuyệt vời. Cả chị Bùi Xuân Vàng và chị Dương Thúy Vi đều đang bám đuổi tỷ số nhau. Đều đang có một cái màn rượt đuổi tỷ số tương đối là hấp dẫn. Sau 5 ván thi đấu thì đang là 3-2 nghiêng về chị Bùi Xuân Vàng. Vẫn đang rất là cân bằng. Một cú cân bi cũng rất là chuẩn chỉ của chị Bùi Xuân Vàng để kết thúc cái ván thi đấu vừa rồi. Thật sự là cũng rất là đẹp mắt.
cái pha đó nếu như mà tính toán đối với cả các cầu thủ chuyên nghiệp thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà tính toán chuẩn thì các cầu thủ chuyên nghiệp cũng sẽ cân được thôi. Nhưng mà cái tôi muốn nhấn mạnh đó chính là cái tình huống ra ngọn của chị Bùi Xuân Vàng. Tình huống ra ngọn nó phải cực kỳ là dứt khoát luôn. Và cái tốc độ chạy của con bi số 9 cũng là tương đối nhanh. Và rồi thưa các bạn khán giả, trọng tài đã xếp bi xong. Chúng ta sẽ đến với ván thi đấu thứ 6 trong cuộc đua chạm 7 của chị Bùi Xuân Vàng và chị Dương Thúy Vy. Một bi mục tiêu đã rơi xuống lỗ, thưa các bạn, đó chính là con bi số 3 và con 1 có đường riêng, con 2 cũng đang nằm thoáng. Đây là một cơ hội rất là lớn để chị Bùi Xuân Vàng có thể đi một cái chấm thật là ngầu, thật là sành điệu ở cái ván thi đấu thứ 6 này để dọn bàn luôn. Break and run, vừa phá bi vừa dọn bàn. Một cú phá tương đối là đẹp, hình bi đang tương đối là tơi. Rồi một cú ra ngọn mềm tay để con bi cái nó trôi vừa đủ lực để nhìn thấy được con bi số 2 thôi. Trông cái tình hình này là rất giống dọn bàn rồi. Cần phải vượt hẳn qua đầu con 5 đi. Để nếu như mà xin lỗi bạn. Nếu như mà con cái nó có thể trôi hơn nữa, vượt hẳn qua mặt con 5 thì chị Bùi Xuân Vàng cũng sẽ phải không phải bắn cái tình huống đường xa như thế này. Cái khoảng cách từ bi cái đến con bi số 4 là cũng là hơn nửa bàn rồi. Vô cùng chính xác. Và đúng thật là sẽ dọn bàn rồi. Cái sự tự tin đang được thể hiện rất rõ trong những tình huống ra ngọn của cầu thủ Bùi Xuân Vàng. Một cơ hội đứng cái lại sau con bi số 5. Ăn con 6 về lỗ 10 cho cái trôi lên băng trên. Sau đó là cũng là con 7 hướng vào cái lỗ 10 tương tự luôn. Rồi trôi lên phía băng trên thêm chút nữa cũng được. Cái đầu gậy của chị Bùi Xuân Vàng là vừa rồi đặt vào cái điểm mà con cái nó sẽ trôi ra. Tính toán rất là kỹ lưỡng. Đầu gậy đặt cao, vậy là sẽ là bật một băng. Vâng ạ. Một băng nổi về giữa bàn. Con 8 hướng về lỗ tít tay phải phía dưới. Với góc này thì có thể là một cú ra gậy mềm tay cho con bi cái chạy một băng ở băng ngắn phía dưới nổi lên để ăn bi số 9 vào lỗ tít bên phải phía dưới. Đúng là như vậy rồi. Đẹp luôn rồi. Bây giờ là con 9 là gần như là thẳng một đường rồi. Và sẽ có một ván thi đấu phá bi và dọn bàn dành cho chị Bùi Xuân Vàng để nâng cách biệt lên thành con số là 4-2. Chứ không còn là những cái tỷ số rượt đuổi nữa. Vô cùng tuyệt vời. Một cái ván thi đấu diễn ra với một cái tốc độ tương đối là nhanh. Chúng ta thấy rằng là chị Bùi Xuân Vàng điều cơ nó phải gọi là nét 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 luôn. Gần như không có bất cứ một cái sai lầm nào cả. Vâng ạ, tôi cũng sẽ cập nhật cho các bạn khán giả đang ngồi đây với tôi về những cái nội dung mà chúng ta cũng có thể được theo dõi. Đó chính là hiện tại thì ở cái luồng sóng song song của Liverpool Việt Nam chúng tôi cũng đang có trận đấu được diễn ra là trận đấu của cầu thủ Tuyết Anh và cầu thủ Kim Quyên. Cuộc đua chạm 7 thì cũng đang đứng lại với tỷ số là 3-2, cũng là gần như tương tự với cả trận đấu mà chúng ta theo dõi. Và một lần nữa thì cũng rất cảm ơn sự đồng hành của các bạn khán giả với Bilipun Việt Nam. Hy vọng rằng các bạn khán giả hãy để lại cho chúng tôi những cái tình cảm, những lượt like, lượt subscribe. Và đừng quên hãy để lại những cái phần bình luận, những cái chia sẻ của mình ở phía dưới. Và chúng ta cũng sẽ quay trở lại ngay với trận đấu vẫn đang cực kỳ hấp dẫn này. Đây sẽ là quyền phá bi của chị Dương Thúy Vy. Cú phá bi ăn cho mình được một con bi mục tiêu. Và đủ bếp hay chưa đây? Đủ bếp rồi. Con bi số 3 là con bi rơi xuống lỗ. Con bi số 1 và con bi số 5 là hai con chạy về bếp.
Vâng ạ, một lần nữa thì xin phép được gửi lời chào buổi sáng tới các bạn khán giả của Liverpool Việt Nam. Trận đấu mà chúng ta được theo dõi vẫn đang vô cùng là hấp dẫn, rất là hay. Trong giải đấu billiard và snooker vô địch quốc gia 2023. Gương mặt mà sẽ xuất hiện ở trên kênh sóng của chúng tôi ngày hôm nay là chị Dương Thúy Vi đối đầu với chị Bùi Xuân Vàng. Vừa rồi là một tình huống xử lý còn một thật sự là không quá là sắc nét tới từ chị Dương Thúy Vi. Con một này thì chị Bùi Xuân Vàng hoàn toàn có thể đánh tấn công luôn được. Vâng, đánh tấn công luôn. Một cú ra gậy mềm tay cho con bi cái chạy một băng về giữa bàn rồi. Nhìn thấy luôn con bi số 2 rồi. Cầu tay đặt hơi xa trong tình huống này. Vậy nên là chị Bùi Xuân Vàng vừa mới phải đặt gậy ra trước để ngắm cái điểm chết. Và con cái trôi nữa đi nào. Đẹp rồi. Bây giờ thì con cái đã trôi gần về phía của chị Bùi Xuân Vàng hơn nên là cái vị trí đứng có thể sẽ thoải mái hơn. Đúng là như vậy rồi. Vị trí đứng sẽ thoải mái hơn để nhìn về phía con bi số 4. Điều cơ nó phải gọi là quá là nét tới chứ chị Bùi Xuân Vàng. Với cái phong độ như thế này thì khả năng cao rằng là chị Dương Thúy Vi sẽ phải đóng vai khán giả một thời gian nữa rồi đây. Con bi số 5 thì chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề gì rồi. Và ý tưởng của chị Bùi Xuân Vàng là sẽ ăn con bi số 6 về lỗ tít bên phải phía dưới qua cái khe của hai con bi 7 và 8. Có đường riêng luôn mới đẹp chứ, quá tuyệt vời. Bây giờ là những cái sự tính toán của chị Bùi Xuân Vàng trong con bi số 7, chắc chắn là như vậy rồi. Con bi số 6 thì đã nằm trong tầm kiểm soát. Không có gì quá là phức tạp với con bi số 6 nữa. Chính xác rồi và con bi cái. Ý tưởng là sẽ để bi cái bật một băng nổi lên và nhìn được con 7 qua cái khe 8 và 9 nhưng lực không đủ để có thể thực hiện được thành công cú điều cơ vừa rồi của chị Bùi Xuân Vàng. Và bây giờ thì con 7 đang bị đuôi mất rồi. Ngay lập tức là sau khi mà ra ngọn xong thì chính chị Bùi Xuân Vàng cũng đã có một cái lắc đầu ngán ngẩm. Rất đáng tiếc và đang phải tìm đường để A băng thôi. Băng ngắn phía dưới cũng A được, băng dài phía tay phải cũng A được. Và sự lựa chọn của chị Bùi Xuân Vàng là sẽ A cái băng ngắn ở phía dưới. Và con bi số 7. Ui dồi, tiếp xúc và trôi về lỗ 10. Đang trôi về lỗ 10 và rồi xong đứng lại cửa lỗ. Tạo ra cơ hội dành cho chị Dương Thúy Vi. Phá đó thì may mắn lại không đồng hành với chị Bùi Xuân Vàng rồi. Và bây giờ là cơ hội để bám đuổi tỷ số tới từ chị Dương Thúy Vi. Con 7 đã xong, con 8 đã xong. Bây giờ thì không có gì khó nữa rồi. Không không nên mắc sai lầm nữa mà thôi. Con 8 chính xác. Và con bi cái. Ui. Bi cái ở một vị trí hơi xấu một tí nha. Nếu như mà nó có thể trôi nữa đi. Trôi tiếp về bên phía tay trái. Theo màn ảnh của chúng ta thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng thật sự là đáng tiếc cho một cái tình huống điều cái của chị Dương Thúy Vi. Nhưng không sao cả. Chắc là vẫn làm được mà thôi. Lắp thêm chuôi gậy và sẽ phải nhoài người ra về phía bàn. Cầu tay đặt hơi xa nha, đặt tương đối là xa. Con 9 nhưng mà không sao, không có sai sót nào trong cú bắn vừa rồi của chị Dương Thúy Vi để rút ngắn tỷ số xuống thành 3-4.
Vâng, thưa các bạn khán giả, có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong vòng một ít phút. Cũng đã có lượt timeout ở trong bàn thi đấu mà chúng ta đang theo dõi rồi. Hai cầu thủ cũng sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nho nhỏ. Và các bạn đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi mà hai cầu thủ sẵn sàng cho ván thi đấu tiếp theo. Vâng ạ, thưa các bạn giả, chúng ta đã quay trở lại rồi ạ. Hai cầu thủ đã sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván thi đấu thứ 7. Vâng ạ, tỷ số như chưa nhảy thì phải. Đây đã là cái ván thi đấu chiến thắng, vừa rồi là ván thi đấu chiến thắng thứ 3 của chị Thúy Vi rồi. Và đây sẽ là quyền phá bi của chị Bùi Xuân Vàng ở ván thi đấu thứ 7. Cú phá bi. Bi số 6 đã rơi xuống lỗ. Đã đủ bếp rồi. Một có đường riêng không? Thứ 8. À vâng. Ván thi đấu thứ 8. Đấy, quá nhìn cái tỷ số 4-2 nên là mình cũng cũng cứ tưởng cứ 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 đếm rằng là cái ván thi đấu tiếp theo là ván thi đấu thứ 7. Vâng ạ, ván thi đấu thứ 8. Chắc chắn rồi ạ. Còn một con đường về lỗ tít không ta? Hình như là đã bị con 3 chặn lại rồi phải. Và đang phải đi ra để tìm cái đường riêng cho con bi số 1. Chứ nếu không là khả năng sẽ phải chạy đạn. Và một cú ra ngọn cực kỳ dứt khoát, đứng cái lại, nó phải gọi là nét nẹt nẹt của chị Bùi Xuân Vàng luôn.
Con bi số 2 sẽ được hướng về lỗ tít. Vâng ạ, một vài cái thông tin nhỏ nhỏ thú vị của chị Bùi Xuân Vàng là chị ở Bùi Xuân Vàng là sinh ra là tại An Giang này các bạn. Sinh ra tại An Giang. Sau đó thì có đầu quân cho đoàn thể thao Việt Nam, rồi bây giờ là đang là thuộc đoàn thể thao của thành phố Hồ Chí Minh. Điều cái nét thật sự dường như là nãy giờ là không có bất cứ một cái lỗi nào của chị Bùi Xuân Vàng. Từng tình huống đều đang được xử lý cực kỳ chính xác. Tuy nhiên thì cái pha này là một cái pha hơi khó. Cầu tay phải đặt cực kỳ xa rồi lại còn phải lắp thêm cả chuôi gậy nữa. Nhưng vẫn được thực hiện thành công tới từ cầu thủ Bùi Xuân Vàng. Bốn bi mục tiêu cuối cùng còn lại trên bàn. Tình huống này thì tôi nghĩ rằng là không có gì là quá phức tạp cả. Con bi số 7 cũng đang nằm thoáng rồi, có con bi số 8 thì có lẽ là sẽ cần phải xử lý một chút mà thôi. Vâng ạ, sau khi cú ra ngọn xong thì chúng ta cũng nhìn thấy là đã có một cái lắc đầu tới từ chị Bùi Xuân Vàng và vừa rồi đã lại thêm một cái lắc đầu nữa. Điều cái rõ ràng là không như ý muốn tới từ cơ thủ Bùi Xuân Vàng. Con bi số 7 này bây giờ sẽ tương đối là phức tạp. Cắt cũng chẳng được mà cân thì cũng sẽ hơi khó. Cắt thì rất mỏng. Cắt về phía lỗ tít chẳng hạn thì là cực kỳ mỏng. Cắt về lỗ 10 còn mỏng hơn. Chúng ta đang phải chờ đợi cái quyết định của chị Bùi Xuân Vàng. Thật ra là ở cái thời điểm cái tình huống mà còn ít bi như thế này thì chạy đạn cũng tương đối là khó. Ý là nó sẽ cần phải tính toán. Và ôi, cũng có một chút may mắn đồng hành cùng với cả chị Bùi Xuân Vàng trong cái pha vừa rồi. Cái ý tưởng của chị Bùi Xuân Vàng là sẽ đẩy con bi cái ra giấu phía đằng sau con bi số 9. Nhưng có thể là nếu như mà cái lực mà nó mạnh quá thì con cái nó sẽ chạy lại về gần. Vậy nên đơn giản đây chỉ là một tình huống mà kéo con cái với cả con 7 ra xa nhau mà thôi. Và bây giờ là tới quyền bắn của chị Thúy Vi. Con 7 thì tất nhiên là vẫn đang thoáng rồi nhưng quan trọng là ăn được hay không mà thôi. Hay là cái ý tưởng chạy đạn nó sẽ phải là như thế nào. Bây giờ mà để xẻ con 7 thì là một cái tình huống kỹ thuật rất cao nha. Bi cái vừa côn băng rồi vừa lại còn phải chặt băng nữa. À không, thật ra không hẳn là chặt băng lắm đâu. Con 7 nó không nằm sát băng. Vẫn có một cái khoảng cách nhỏ nhỏ. Nhưng tất nhiên là rất khó. Chúng ta sẽ không thể đòi hỏi chị Thúy Vi làm gì nhiều hơn ở trong tình huống vừa rồi. À vâng ạ, tỷ số là 4-3 rồi nhưng mà có lẽ là bảng tỷ số chưa nhảy thưa các bạn. Nãy thì tôi cũng có để ý rồi nhưng bảng tỷ số chưa nhảy. Tỷ số đúng ra bây giờ đang là phải là 4-3 dành cho chị Bùi Xuân Vàng. Đây là ván thi đấu thứ 8. Con 7 thì thoáng rồi. Rồi thôi, trôi vừa thôi, trôi vừa thôi. Con bị cái trôi hơi quá rồi. Sau cái tình huống xử lý trước đó thì à vâng đây, bảng tỷ số nhảy lại rồi. Vâng, rất cảm ơn ạ. Sau cái tình huống xử lý trước đó thì những cái tình huống điều cơ của chị Bùi Xuân Vàng nó đang có những cái vấn đề rất là lớn nha. Con 8 này vào lỗ 10 tôi nghĩ là không 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 được đâu, khó lắm.
Khó lắm đó. Và rồi lại quyết định là sẽ chạy đạn một tí thôi, ép cho con bi cái sát băng thêm một lần nữa. Quan trọng là bắt đối thủ phải bắn những tình huống côn băng. Chứ bây giờ làm gì có con bi nào để mà giấu nữa đâu. Có mỗi hai con ở trên bàn giấu không có nổi. Theo như thông tin mà ngày hôm qua tôi nhận được thì có thể là vừa rồi là một tình huống lỗi của chị Thúy Vi, như là hết thời gian đúng không ạ, như là hết thời gian trên đồng hồ. Và rồi vậy là một một cái ván thi đấu miễn phí rồi dành cho chị Bùi Xuân Vàng rồi. Vâng ạ, tôi vừa mới kiểm tra lại thì hình như là hết thời gian, đúng thật là hình như là hết thời gian trên đồng hồ shot clock. Và chị Dương Thúy Vi đã không thực hiện cái cú ra gọn của mình. Đây ạ, vâng đấy, đúng rồi, trên màn hình đây trọng tài đang chỉ cái đồng hồ đấy. Đúng là như vậy rồi thưa các bạn, trọng tài vừa chỉ cho chị Thúy Vi là đồng hồ của bàn thi đấu là luôn luôn chạy với 40 giây mỗi tình huống. Với khoảng thời gian suy nghĩ của chị Thúy Vi là rất là lâu, nó đã vượt quá 40 giây và tình huống đó đã biến thành một tình huống lỗi. Và quyền đặt bi thuộc về chị Bùi Xuân Vàng, sau đó thì chỉ còn có hai con thì rất dễ mà thôi. Vâng đó, trên tay của trọng tài thì lúc nào cũng có một cái điều khiển bấm đồng hồ. Mỗi không 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 phải không không phải 40 giây là phải vào bộ, 40 giây là phải ra ngọn chứ không phải là 40 giây là vào bộ nữa các bạn. 40 giây là phải ra ngọn, tức là phải thực hiện cú bắn. Chứ nếu như mà vào bộ mà cứ ngồi cứ đứng mà nhấp cái gậy mãi mà không ra ngọn, không bắn thì thời gian vẫn sẽ trôi thôi. Còn 40 giây là phải ra ngọn. Thật ra là đối với cả các giải đấu thế giới thì khi mà còn 5 giây thì sẽ có chuông kêu. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là ở giải đấu vô địch quốc gia thì 40 giây đã là khoảng thời gian tương đối là nhiều rồi. Và cũng có được, tôi tin là cũng đã được thông báo trước về luật. Vậy nên là các vận động viên cũng sẽ cần phải chú ý. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi là như vậy. À, đối với cả các giải đấu đối với cả các giải đấu theo hệ thống như là của Matchroom hay của Predator của chúng tôi thì 30 giây cho mỗi một lần cho mỗi một tình huống là 30 giây mỗi một tình huống, và khi còn 5 giây thì sẽ có tiếng chuông kêu, chuông kêu theo nhịp nha các bạn, chuông kêu theo nhịp là trôi dần từ 5 4 3 2 1. Còn quan điểm cá nhân của tôi thì tôi đánh giá rằng là 40 giây là một khoảng thời gian cũng tương đối là nhiều. Vậy nên có thể rằng là tại giải vô địch quốc gia thì họ cũng không cần phải để chuông. Hơn nữa rằng là để cho các cầu thủ cũng sẽ cần phải chú ý tới cái việc kiểm soát cái đồng hồ của mình. Thì mỗi một thể thức thì nó sẽ cũng sẽ có một cái riêng. Chúng ta sẽ không thể nào mà nói trước được các bạn ạ. Mỗi một thể thức thì nó sẽ đều có những cái riêng. Chúng ta đã dành nhiều thời gian hơn cho các vận động viên thì các vận động viên cũng sẽ cần phải có những sự tính toán cho cẩn thận, chứ cũng thật khó để có thể đòi hỏi.
Và vâng, chắc chắn một một điều tôi tin chắc rằng là trong điều lệ của giải đã phải có rồi. Tất nhiên là các vận động viên khi mà tham gia thi đấu thì phải hiểu rõ được điều lệ của luật thi đấu để có thể không mắc những cái tình huống nó hơi bị gọi là những tình huống không mắc những tình huống sai lầm như vậy. Vâng ạ, một một cái tình huống cũng có cái để cho chúng ta bàn luận ở trong cái ván thi đấu vừa rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ 9 thôi. Hiện tại thì con bi số 1 vẫn đang chưa được thực hiện xong tới từ cả hai cơ thủ. Và rồi, vừa nói xong thì con 1 nằm ngay giữa lỗ luôn. Lại một lần nữa là cú ra ngọn cực kỳ là chính xác của chị Bùi Xuân Vàng. Bây giờ thì là con bi số 2 này. Con bi số 3 thì có thể là sẽ được hướng về phía lỗ 10. Rồi, đây là một tình huống đục đục trô về. Không, vậy là trô hẳn về qua cái khe 3 và 5 để hướng con 3 về lỗ tít tay trái phía trên luôn. Đầu gậy thấp. Trô kéo con cái về. Nhưng cái quan trọng bây giờ là con 4, con 6, con 8 phải làm thế nào, đúng không ạ? Cái hình bi nó đang rất là phức tạp. Pha này thì chị Bùi Xuân Vàng sẽ phải cẩn thận, nếu không mà tiếp xúc với cả con bi số 9 là sẽ bị tính là lỗi. Rồi, đầu gậy thấp. Kéo một băng về. Ôi, không được rồi. Tự bắt đuôi chính bản thân mình. Tới từ chị Bùi Xuân Vàng. Vâng ạ, thật sự là quá khó ở cái thế bi như thế này. Và sẽ phải A băng thôi. À, hai băng hay là một băng đây? Hai băng. Và không được rồi, không được rồi. Rồi, trọng tài đã ra hiệu. Điểm tiếp xúc đầu tiên là vào con bi số 8. Và sẽ là quyền đặt bi dành cho chị Dương Thúy Vi. Và đây cũng sẽ là một cái cơ hội không. Thật ra nói là cơ hội thì tôi cũng không rõ. Bởi vì hình bi vẫn còn đang khá là xấu. Con 4 sẽ được thực hiện một cú... cộng 4, cộng 7, cộng 9. Liệu rằng chị Thúy Vi có muốn mạo hiểm luôn cái pha này không? Hay là sẽ là một tình huống giấu bi, cái góc này thì giấu bi, vâng, giấu bi và ôi không giấu được thành công rồi. Vậy là cái ý tưởng là giấu bi thưa các bạn, giấu cho con cái đứng kịch sát vào con bi số 8, đẩy con 4 đi xa nhưng lại không thành công tới từ chị Dương Thúy Vi. Và con 4 không thành công sau cú bắn của chị Bùi Xuân Vàng luôn. Đó là một con bi mà phải chạy đường xa, vậy nên là cũng sẽ có những cái xác suất ở trong cái cú ra ngọn vừa rồi. Hình bi thì chưa tơi đâu. Nhưng cứ xử lý từng con một trước đã rồi tính sau. Bây giờ là con 5, con 6 đứng cửa lỗ rồi. Con 7 thì tôi đang thấy rằng là hơi khó. Nếu như mà tính về phía lỗ tít bên phía tay phải thì là khó. Còn nếu như mà lỗ tít bên phía tay trái thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn vẫn còn đường. Hoặc là có thể thực hiện một tình huống. À đó, đúng rồi. Thực hiện tình huống 7 cộng 9 phát luôn. Cho nó nét luôn. Trước hết là cứ xử lý được con 5 với con 6 đã chị Thúy Vi ơi.
Còn 5 thì tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì đâu. Còn 6 tôi tin chắc là cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Và tiếp tục là để không cho đồng hồ trôi hết thời gian thì chị Thúy Vi ra ngọn với con 5, sau đó lại về ngắm tiếp cho con bi số 7 và con bi số 9. Pha này thì cầu tay đặt hơi xa. Đầu gậy sẽ phải đặt chuẩn. Đầu gậy phải đặt thật chuẩn, nhưng nếu không mà nó mà lăn lên một phát vào lỗ là thôi coi như là xong luôn. 7 cộng 9, chắc chắn rồi. Ồ, vậy là chị Vi không ngắm nữa à? Vậy là nhìn thấy điểm chết rồi. Thực hiện bắn luôn. Còn tôi nghĩ là cứ ngắm đi cho nó kỹ. Cứ cứ đếm đi cho kỹ vậy. Liệu rằng có cộng hay không đây? Cộng luôn, chính xác rồi. Những cái sự tính toán là hợp lý tới từ chị Dương Thúy Vi ở trong tình huống vừa rồi. 7 cộng 9, rất hay. Và để đem về chiến thắng ở trong cái ván thi đấu vừa rồi. Vô cùng tuyệt vời thưa các bạn. Vẫn vẫn đang là tiếp tục là bám đuổi tỷ số. Hiện tại thì chị Bùi Xuân Vàng đang là người dẫn trước. Trước khi cái ván thi đấu vừa rồi diễn ra thì cách biệt đang là con số 2, nhưng bây giờ lại được rút ngắn về còn là một thôi. Chị Dương Thúy Vi cũng đang bám đuổi vô cùng tuyệt vời. Và tỷ số tạm thời bây giờ là 5-4 ở trong cuộc đua chạm 7 giữa hai cầu thủ của chúng ta. Vẫn đang tương đối là cân bằng, chắc chắn là vẫn đang tương đối là cân bằng. Vâng, thưa các bạn, chúng ta sẽ không cần phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ đến với cả ván thi đấu thứ 10 luôn. Đây sẽ là quyền phá bi của chị Bùi Xuân Vàng. Cú phá bi có hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ và con ba trôi về bếp đi nào. À không. Đó là một tình huống hình như là về bếp đủ không ta? Đủ luôn, quá tuyệt vời luôn. Không, đó là ba bi mục tiêu rơi xuống lỗ chứ không phải là hai. Có tới 3 bi mục tiêu rơi xuống lỗ sau cú phá vừa rồi. Vậy nên là chúng ta sẽ không cần phải tính tới bếp. Bao nhiêu chạy về bếp cũng được. Một cú phá bi quá tuyệt vời. Cực kỳ là nét. Hai con bi, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì có hai con bi đều rơi về phía lỗ tít tay trái phía dưới. Và một con thì rơi về hình như là lỗ 10 thì phải. Cực kỳ chính xác. Nhưng con hai thì đã được thực hiện không thành công tới từ chị Bùi Xuân Vàng, nhưng có thể đó cũng là một phần may mắn, bởi vì là con ba trông có vẻ như là đuôi bị đứng sau con bốn mất rồi. Còn bây giờ thì cái hình bi cũng đang tương đối là khó dành cho chị Dương Thúy Vi. Con bi số 2 đang bị chặn lại bởi con bi số 8 và tất nhiên là vẫn tìm được đường. Cái quan trọng là sẽ phải giấu như thế nào mà thôi. Cũng chưa được thành công cho lắm. Vẫn nhìn thấy được con 2 và có lẽ sẽ tiếp tục chạy đạn mà thôi. Có thể đây sẽ là một cái tình huống mà đẩy con bi số 2 ra phía đằng sau con bi số 8 cho cái chạy về phía cuối bàn. Vậy là sẽ giấu con cái vào sau con 8, đẩy con 2 đi xa. Vô cùng tuyệt vời, nhìn kìa. Con bi là không nhìn thấy được luôn.
Và wow, vô cùng tuyệt vời. Vừa rồi thì chị Dương TV cũng thực hiện được một tình huống A bằng chính xác với con bi số 2. Chỉ cần chính xác thôi ạ. Để mà ăn được thì cũng rất là khó đúng không ạ? Chúng ta sẽ không thể đòi hỏi gì hơn ở chị Thúy Vi ở trong cái pha vừa rồi. Và tuy nhiên thì cái cú ra ngọn thì nó cũng phải gọi là cực kỳ là dứt khoát luôn. Bây giờ thì con số 2, ôi, tôi nhìn thấy đường riêng rồi. Nhìn thấy đường riêng cho con bi số 2 rồi. Có thể sẽ là một tình huống đứng cái. Đứng con cái lại ở đây để ăn con 3. Ôi, đẹp luôn. Để có thể mà trở thành một vận động viên bia thì tôi nghĩ rằng là trước tiên là phải có được cái sự tập luyện chăm chỉ đã đúng không ạ? Chắc chắn là phải tập luyện thật chăm chỉ đã. Để những tình huống mình xử lý nó phải được chính xác. Nó phải chuẩn. Sau đó thì có lẽ là mình cũng sẽ cố gắng tìm được những cái cơ hội để đăng ký đi thi đấu. Từ những giải nhỏ rồi cho tới những cái giải lớn. Rồi dần dần thì cũng sẽ có thể vươn tầm được thôi. Và mình sẽ phải tiến bộ theo từng ngày. Chắc chắn là như vậy rồi đúng không ạ? Vâng. Ở trong cái ván thi đấu thứ 10 này thì có vẻ như là không có gì khó khăn cho chị Bùi Xuân Vàng rồi. Những tình huống điều cài vẫn đang tương đối là sắc nét. Cái pha này thì con 7 tôi nghĩ rằng là không có vấn đề gì đâu ạ. Con 8, con 9 thì cũng đang nằm rất là đẹp rồi. Không có gì phải chê cái pha này nữa rồi. Điều cái rất chính xác tới từ chị Bùi Xuân Vàng. Vâng, không có gì đâu ạ. Rất là cảm ơn các bạn khán giả đã quan tâm và theo dõi các giải đấu được phát sóng trên kênh sóng Billiard Pool Việt Nam của chúng tôi. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ được tiếp tục mang tới cho các bạn những cái trận đấu hấp dẫn và chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành với nhau đúng không ạ? Còn ở đây, con số 8, thẳng rồi, thẳng một đường luôn. Đứng con cái lại. Rồi, trôi về phía băng dài phía tay phải cũng được, cũng đẹp luôn. Lại là một đường thẳng tắp dành cho chị Bùi Xuân Vàng. Phải có một điều cần phải công nhận rằng là từ đầu trận đấu chúng ta theo dõi đến bây giờ những tình huống xử lý của chị Bùi Xuân Vàng nó đang tương đối là nét. Nhưng mà tất nhiên là ngược lại bên phía bên kia thì cũng tương tự là như vậy ạ. Chị Dương Thúy Vi cũng đang có một cái ngày thi đấu. Tôi nghĩ rằng cũng không phải quá tệ một chút nào cả. Chỉ là chị Vàng đang xử lý xuất sắc hơn một chút thôi. Nhưng mà một trận đấu vẫn đang rất là hay. Cả hai cầu thủ đang thi đấu cực kỳ là cân bằng. Tính tới thời điểm hiện tại. Ở ván thi đấu tiếp theo thì chị Dương Thúy Vi sẽ là người có quyền phá bi. Thì đây sẽ là một cái cơ hội. Đây sẽ là một cái cơ hội để chị Dương Thúy Vi có thể tiếp tục bám đuổi tỷ số, thậm chí rằng là có thể lên lời hưu. Còn chị Bùi Xuân Vàng thì đã chạm 6 rồi và chỉ còn có một ván nữa thôi là sẽ kết thúc trận đấu này. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi là cú phá bi của chị Dương Thúy Vi. Ăn được cho mình tới 2 bi mục tiêu. Con số 1 đã về bếp. Đẹp rồi. Cơ hội đang mở ra. Con 1 chạy đường xa. Và rời xuống lỗ rất chính xác tới từ chị Dương Thúy Vi.
Con số 2 đơn giản, con số 3 tôi nghĩ rằng cũng sẽ không có gì khó khăn đâu. Vừa rồi là chị Dương TV cũng có ra ngắm điểm chết cho con bi số 5. Bởi vì con bi số 3 thì đã nằm trong tầm tay rồi. Và ôi, một cú ra ngọn rất mềm tay để chuẩn bị điều cái cho con bi số 5 hướng về lỗ 10 tay trái theo màn ảnh của chúng ta. À, dọn bàn nào đi, chấm nào. Break and run. Phá bi và dọn bàn. Hình bi rất tơi rồi. Và đang là một cái ván thi đấu tương đối là sắc nét của chị Dương Thúy Vy. Những cái tình huống ra ngọn với những con bi vừa rồi nó rất đơn giản thôi, bởi vì chỉ cần những cú ra ngọn mềm tay thôi, không cần phải áp dụng quá nhiều kỹ thuật gì cả. Đó, lại cũng rất là mềm mại với con bi số 7. Còn 8 này thì có thể là sẽ cần phải điều có kỹ thuật để hướng tới con bi số 9. Một băng và hai băng để ăn con 9 về phía lỗ tít tay phải phía dưới, và sẽ chuẩn bị có phá bi dọn bàn dành cho chị Dương TV rồi để tiếp tục bám đuổi chị Bùi Xuân Vàng với tỷ số là 5-6. Con bi số 9 này sẽ được phải xử lý chính xác và không có sai lầm tới từ cầu thủ Dương Thúy Vy. Một trận đấu vẫn đang rất hay. Nếu như mà chị Dương Thúy Vy để ý tới cái đồng hồ đếm giờ thì tôi nghĩ rằng là cũng chưa chắc chị Bùi Xuân Vàng đã có thể vươn lên dẫn trước đâu ạ. Hai cầu thủ đều đang rất cân tài cân sức. Vâng ạ, thưa các bạn, cái tốc độ của cái trận đấu mà chúng ta đang được theo dõi đang được đẩy lên tương đối cao. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với ván thi đấu thứ 12. Liệu rằng đã phải là ván thi đấu cuối cùng hay chưa? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời. Vâng ạ, đây rồi thưa các bạn. Quyền phá bi của chị Bùi Xuân Vàng. Chúng ta được nhìn thấy cái hình ảnh ăn tới 3 bi mục tiêu ở cái cú phá bi trước đó của chị Bùi Xuân Vàng. Kịch bản bây giờ, kịch bản bây giờ nó không được như ý muốn rồi. Có cho mình hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ, nhưng mà con bi thứ ba thì lại là con cái. Và đang tạo ra cái cơ hội dành cho chị Dương Thúy Vy rồi. Một thẳng tắp luôn, ba cửa lỗ, bốn đơn giản, con nào cũng thoáng cả thôi, và chuẩn bị sẽ là đều sáu rồi.
Chuẩn bị chúng ta sẽ cần phải có tới ván thi đấu cuối cùng. Một cú trô về rất êm ái rồi. Hướng con 4 về lỗ típ bên trái phía dưới theo màn ảnh của chúng ta. Nãy giờ thì chị Dương TV cũng đang dường như là không mắc sai lầm nào quá lớn cả. Ui, một tình huống trô về quá đẹp. Đầu gậy đặt thấp. Một cú trô nhẹ về phía dưới bàn. Hướng con 7 về lỗ tít bên phải phía dưới và đây có thể sẽ là một cái điểm cực kỳ là quan trọng dành cho chị Dương Thúy Vi. Chưa kể là chúng ta sẽ phải nói tới rằng ở đây sẽ có thể là một cái cú chết cái khá là oan dành cho chị Bùi Xuân Vàng. Ôi, lực trô bị thiếu mất rồi. Ngay cái tình huống mà tôi nghĩ rằng là cái ván thi đấu này đã có thể kết thúc thì cái lực trô con cái của chị Dương TV bị thiếu và đang tự ép chính bản thân mình vào một cái tình thế khó. Nhưng không sao cả, ui, chúng ta nhìn kìa. Một tình huống xử lý rất tuyệt vời với con bi số 8 vừa rồi của chị Dương Thúy Vi. Ôi, nhưng mà con cái lại nằm côn băng như thế này. Tiếp tục thi đấu, họ Vẫn đã dùng còn cờ một con rồng bi 3 mấu chốt băng trên nữa. bàn số 1 giữa hai cầu Chưa kể thủ xong được Phạm Quốc với Thuận chị Dương Thúy Vi. của thành phố Hồ Chí Minh và Trương Văn Đức của Bình Dương. Trên bàn số 2, Dương Thanh Tâm của thành phố Hồ Chí Minh gặp Nguyễn Đình Quốc của Bình Dương. Trên bàn số Khó rồi, 3, khó Lê rồi, Quốc khó Trung rồi. của Vũng Tàu gặp Võ Hảo Tri của thành phố Hồ Bây Chí giờ thì Minh. con 9 có thể sẽ được Trên người bàn có số 10 thì 4, cho đơn giản nhờ. Dương Nhưng Thanh mà Hoàng của Vũng Tàu sợ là cũng gặp hơi Phạm khó. Minh Khiêm của Đồng Nai. Côn bằng quá. Và rồi, không có vấn đề gì cả. Và chính chị Bùi Trên Xuân bàn Vàng cũng số đã 5, phải dành Lê cái Đình Sĩ lời của Bình khen Định dành cho gặp đối thủ Nguyễn của mình với Hoàng Trung một của cái thành vỗ phố Hồ Chí tay. Minh. Trên bàn số 6, Và tỷ số vừa được cân bằng đều 6. Cao Văn Song của thành phố Hồ Chí Hiu hiu ở Minh trong trận đấu gặp này. Nguyễn Văn Dương. Và chúng ta sẽ buộc phải có ván thi đấu cuối cùng, ván thi đấu thứ 13 để tìm ra người chiến thắng. Của Bình Định. Và vâng, thưa các bạn khán giả, ván thi đấu thứ 13 là ván thi đấu mà chị Dương Thúy Vi. Vâng ạ, vừa rồi thì chúng tôi cũng có một chút trục trặc về đường truyền nhưng mà không sao cả, chúng tôi đã quay trở lại rồi đây, không có vấn đề gì cả. Không có chuyện lát đúng ván hưu đâu. Rồi, cú phá bi của cơ thủ Dương Thúy Vi chết hẳn ba con rồi. Ba con bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Nó phải gọi là nét luôn. Nhưng mà con hai vẫn cần phải xử lý nhá. Cú phá đẹp nhưng mà quan trọng thì ra cái hình bi nó lại không thực sự thuận lợi cho lắm ở ngay con bi đầu tiên là con hai như thế này thì vẫn sẽ cần phải xử lý đôi chút hoặc là mình có thể đánh an toàn mình chạy đạn luôn cũng được và coi kìa rất xứng đáng với những cái tràng vỗ tay và chính chị Bùi Xuân Vàng cũng đã phải dành những cái tràng vỗ tay dành cho đối thủ.
Một cú ra ngọn không thể tin được. Tôi tin chắc rằng các bạn nhìn thấy một cú ra ngọn quá dứt khoát, quá là khép, kinh khủng khiếp. Và thôi xong rồi, tình hình như này là chị Bùi Xuân Vàng có vẻ như sẽ gặp khó rồi. Đối thủ đang rất là bay, chị Dương Thúy Vi đang rất là bay. Nhìn cái cú ra ngọn con bi số 2 vừa rồi mà tôi không tin được luôn. Nét, phải nói thật là nét. Với cái hướng đi này thì con 5 sẽ là hướng về lỗ tít bên phải phía trên. Chính xác luôn, bi cái bật một băng ra đẹp cho con 6 luôn. Rất tuyệt vời và lại là phá bi dọn bàn rồi. Break and run thêm một lần nữa. Pha này tôi nghĩ là mềm tay thôi nhờ. Con 6 vào lỗ tít bên trái phía trên. Bi cái chạy một băng nổi ra ăn con 8 lỗ 10. Toàn ăn mấy con mềm tay như thế này thì nó phải gọi là quá là sướng rồi chứ còn gì nữa. Không có con nào mà phải xử lý kỹ thuật. Ngoại trừ con bi số 2 vừa rồi ra. Nói chung là con bi số 2 vừa rồi thì không phải bàn rồi đúng không các bạn? Con bi số 2 vừa rồi thì nó không phải bàn luôn. Nó là ghế rồi chứ nó không phải bàn. Bắn như này nét quá. Rồi đầu gậy đặt cao mềm tay thôi. Vậy là quyết định là đánh mạnh nhưng mà... Ôi! Trời ơi! Chết con bi cái! Chị Dương Thúy Vi đã tự bắn vào chân mình rồi. Quá là khó. Ôi không thể tin được thưa các bạn. Tôi không thể tin được. Tôi không biết nói gì nữa thưa các bạn. Tôi không biết phải nói gì trong cái tình huống vừa rồi nữa. Mềm tay một tí là được mà. Chị Vi ơi, không cần phải lực mạnh như thế đâu. Và rồi xong. Bây giờ thì còn gì nữa đâu. Thôi đứng dậy bắt tay thôi. Chiến thắng đến tầm tay rồi mà chị Dương Thúy Vi lại không nắm lấy được. Thì tôi không biết là phải nên nói gì nữa. Con số 9 này vẫn còn má nha. Không phải thẳng đâu. Có má. Và không có sai lầm của chị Bùi Xuân Vàng. Và nét mặt của chị Dương Thúy Vi là không thể nào mà tươi tỉnh nổi luôn. Rất đáng tiếc thưa các bạn. Thật sự là quá đáng tiếc luôn. Một trận đấu với một cái... tinh thần phải gọi là quật cường khi mà bị đối thủ dẫn trước. Và chúng ta thấy rằng là suýt chút nữa thôi, một chút xíu nữa thôi là chị Dương Thúy Vi cũng đã giành cho mình được chiến thắng rồi thưa các bạn. Nhưng mà thôi, chúng ta...